Thưa quý vị, sau gần 2 tháng tổ chức thi đấu khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần thể thao cao thượng, bắt đầu từ ngày 13 tháng 11 2021, Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thủ Thừa lần thứ 9 năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi và thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đến tham gia và cổ vũ. Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao lần này có sự tham gia của 16 đoàn đến từ các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, với gần 1.509 vận động viên tham gia thi đấu với 16 môn thi đấu, gồm bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội, cầu lông, đá cầu, cờ vua, võ cổ truyền, đẩy gậy, bi sắt, bóng bàn, phiệt giả, quần vợt, kéo co, cờ tướng và thể dục dưỡng sinh. Để có thể đạt được thành tích cao nhất, các đoàn, các vận động viên tham gia tại đại hội đã tập trung luyện tập và chuẩn bị tâm thế tốt nhất để có thể mang đến đại hội những màn thi đấu hay, hấp dẫn. Các xã thị trấn cũng đã chỉ đạo sát sao và quan tâm thiết thực tới việc luyện tập của các vận động viên. Sau khi tham dự lễ khai mạc đại hội điểm vào ngày 26 tháng 12 2021 tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện Vĩnh Hưng, tại huyện Vĩnh Hưng, các đồng chí trong ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thủ Thừa đã về triển khai các văn kiện, các chương trình kế hoạch tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao, và huyện Thủ Thừa là huyện khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao sau huyện Vĩnh Hưng trong tỉnh. Vào ngày 31 tháng 12 2021, lễ khai mạc diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, với các chương trình diễu hành của 16 đoàn với hơn 400 người đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và đoàn vận động viên của 12 xã, thị trấn, rước đuốc truyền thống và tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự đại hội. Ông Nguyễn Hoàng Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã đến dự. Tham gia giải lần này, đơn vị thị trấn vượt trội với sự thi đấu đoàn kết mạnh mẽ, vươn lên dẫn đầu toàn đoàn với 13 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Nhờ sự đầu tư từ cơ sở vật chất và cố gắng quyết tâm tập luyện của các vận động viên. Thị trấn Thủ Thừa được Ủy ban nhân dân huyện chọn làm cái xã điểm để làm cái đại hội ở cơ sở. Thì qua đó thì thị trấn đã chọn cái được những cái ứng cử như vận động viên có cái thành tích tiêu biểu xuất sắc để tham gia thi đấu và làm sao cho tinh thần là công minh để đạt được kết quả là cao nhất. Đại hội Thể dục Thể thao được tổ chức 4 năm một lần nhằm tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội đối với sự nghiệp thể dục thể thao tại địa phương. Các vận động viên đã tham gia thi đấu nhiệt tình với tinh thần thể thao trung thực và đoàn kết. Được biết, vấn đề trọng tài luôn được Ban chỉ đạo Đại hội huyện quan tâm trong đại hội lần này nhằm làm việc khách quan, trung thực để tạo sự bình đẳng trong thi đấu. Tài của Đại hội Thể thao huyện Thủ Thừa này thì trước khi công tác tổ chức thì được Ban tổ chức phân công, anh em cũng đã có cái tập trung sinh hoạt về cái chuyên môn. Thì tính đến giờ này thì công tác trọng tài của chúng tôi thì đó là cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chỉ còn có một trận chung kết nữa là coi như kết thúc đại hội huyện Thủ Thừa thành công tốt đẹp. Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thủ Thừa lần thứ 9 nhằm tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao, đồng thời cũng là dịp tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc, hợp thành đội tuyển của huyện tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh được tổ chức trong năm 2022. Việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao nhằm đánh giá một cách toàn diện phong trào thể dục thể thao của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thủ Thừa, đồng thời tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, giữ gìn và phát huy các môn thể thao ở địa phương. Đến giờ này thì cơ bản huyện Thủ Thừa đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cũng như là hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao đề ra. Thì huyện đề ra là 16 trên 16 môn thi đấu, thì đến giờ này đã tổ chức xong và huyện Thủ Thừa cũng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao diễn ra thành công tốt đẹp. Thì hiện huyện sẽ qua đại hội thì huyện sẽ tuyển chọn những vận động viên tốt rồi sẽ lên kế hoạch để tập luyện cho các đồng chí đạt thành tích để chuẩn bị cho đi dự thi Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh sắp đến. Môn bóng đá là môn thi đấu cuối cùng của đại hội đã diễn ra vào ngày 9 tháng 1 2022 với trận thi đấu chung kết của hai đội giữa Nhị Thành và Mỹ An.
Thi đấu trong những ngày đầu năm mới, các vận động viên đã thi đấu rất là năng nổ, nhiệt tình, tạo ra một trận đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính, đem lại cho khán giả một trận bóng hay với những pha ăn miếng trả miếng, rượt đuổi kịch tính với các bàn thắng đẹp mắt người xem. Chung cuộc tỷ số 3-2 của trận đấu đã nghiêng về cho đội Mỹ An và giành huy chương vàng của Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thủ Thừa lần này. Giải đại hội là tổ chức quy mô rất là lớn và quy tụ nhiều cái vận động viên bóng đá giỏi của huyện và một số cái đơn vị doanh nghiệp làm trên địa bàn huyện, do đó là trình độ vận động viên có năng tập so với 4 năm về trước. Và đến nay thì kết quả đã có sự cố gắng của tất cả các anh em trong đội, thì đội đã tìm đến cái tranh chức vô địch, mặc dù là anh em được quy tụ từ nhiều thành phần trong xã hội, nhưng mà tinh thần đoàn kết rất cao, do đó là nhờ sự quyết tâm mà anh em đã vượt đến trận chung kết. Có thể khẳng định, Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thủ Thừa lần thứ 9 là một hoạt động văn hóa thể thao có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm biểu dương sức mạnh tinh thần đoàn kết của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, quyết tâm rèn luyện sức khỏe, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.